Những công trình dựng xây dân cao nối tiếp nhau những tầm cao mới. Vâng, tự hào và yêu thương biết mấy quê ta Hậu Giang, miền quê yêu dấu nắng sớm mưa chiều. Hậu Giang gian khó đã qua, mang tình yêu đất nước, mang hơi ấm đất trời vươn tới những tầm cao. Và giờ đây kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể các đội huy trường bạn, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang, 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 74 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên, ngày 9 tháng 1 năm 1950, ngày 9 tháng 1 năm 2024, chúng ta những người con đất Việt luôn tự hào, dù bất kỳ trong hoàn cảnh nào, học sinh sinh viên Việt Nam luôn kế tục và phát huy những truyền thống tốt đẹp vẻ vang của các thế hệ cha bằng những lời ca tiếng hát. Học sinh trường Trung học phổ thông Vĩnh Thanh xin gửi đến ban giám khảo quý vị đại biểu chương trình dự đi hôm nay với chủ đề Hậu Giang vươn tầm cao mới. Chương trình gồm các tiết mục: một, múa tay sơn bước chân hào kiệt, âm nhạc Lê Quang, biên đạo Như Ngọc, biểu diễn giáo múa; hai, đơn ca nữ một vòng Việt Nam sáng tác của Đông Nguyên Đức, biểu diễn Ngọc Nhi cùng nhóm minh họa; ba, sông ca nam Vĩnh Thanh thành phố tôi yêu sáng tác của Vĩnh Phúc, biểu diễn Thành Đạt, Văn Tới; bốn, giáo múa Hậu Giang những tầm cao mới sáng tác của Lê Nhiệm, biểu diễn Tốt Ca. Và sau đây chương trình diễn đi của trường Trung học phổ thông Vĩnh Thanh xin được phép bắt đầu. Chúng ta không chỉ đánh thật
buồn.